Yamaha Grande, một mẫu xe đã được ra mắt khá lâu tại thị trường Việt Nam từ năm 2014. Nhưng mà ngày hôm nay thì Yamaha chính thức giới thiệu mẫu Grande thế hệ mới với động cơ Blue Core được trang bị thêm công nghệ Hybrid. Một động cơ Hybrid đã được tích hợp ngay vào phần động cơ chính của chiếc xe này. Xin chào quý vị và các bạn, và tôi là Bảo Duy của Auto Daily. Trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng anh em hãy đi khám phá mẫu xe này. Mặc dù là một mẫu xe được dành cho chủ yếu là phái đẹp, vâng, phái nữ mà ngồi lên chiếc xe này thì anh em mình nhìn chắc chắn là sẽ khá là ấn tượng đây. Ngay bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Phần đầu xe thì vẫn là những cái đường nét khá là nổi bật ở trên cái chiếc Grande trước đây thôi, không có gì thay đổi quá nhiều cả. Chỉ có cái đèn pha phía trước là được thay đổi một chút, được làm mềm mại hơn này, và được trang bị công nghệ đèn LED, đèn pha LED, cả pha và cốt là đều được trang bị công nghệ LED. Cái đèn LED định vị ban ngày thì được Yamaha chuyển xuống phía dưới đây, cũng là một cái điểm nhấn tôi nghĩ là khá là mới lạ ở trên những cái mẫu xe máy hiện nay. Và đây là một cái mẫu xe chủ yếu dành cho phụ nữ nên là tất cả những đường nét thiết kế tổng thể đều khá là hài hòa, mềm mại, không có một cái đường gân hay là một cái đường cắt nào mạnh ở trên tổng thể chiếc xe cả. Toàn bộ này, mình sẽ lùi ra xa một chút để cho anh em và quý vị các bạn có thể nhìn rõ hơn. Thật ra là với cá nhân Duy thì Duy nhìn mẫu xe này thì Duy thấy khá đẹp. Ở trên đây là ngay cái phần mặt nạ phía trước, cái yếm ở đây là hai cái đường kẻ, hai cái chi tiết kẻ màu xám làm điểm nhấn cho chiếc xe. Đây hiện tại thời điểm này ở đây là chiếc xe phiên bản đặc biệt chưa có giá bán luôn. Với phiên bản đặc biệt này thì sẽ được trang bị công nghệ chống cứng phanh ABS. Xe được trang bị phanh trước là phanh đĩa, còn phanh sau là phanh tăng chống bình thường. Thật sự thì cái mẫu xe này khá là nữ tính. Ở trên đây thì có cái màu trắng ngọc trai. Cái màu trắng ngọc trai cũng là một cái màu rất đẹp đây. Mời anh em đến đây màu trắng ngọc trai luôn. Đây là màu trắng ngọc trai. Vành được sơn đen, vành thì là vành 12 inch, lốp không xăm. Chắc chị em thì cũng chả bao giờ quan tâm đến mấy cái chi tiết này đâu, để quan tâm là ngồi lên nó có đẹp hay không thôi. Nhưng mà thật sự thì mẫu xe này rất đẹp, rất đẹp và lạ. Đây, cái màu này. Cái màu này nó hơi sần sần một chút nhá. Sờ vào nó không bóng mượt, nó không kiểu bóng kiểu sơn bóng đâu, không kiểu sơn dầu đâu, mà nó hơi có cái độ gai gai một chút. Quay tới lại cái mặt đồng hồ của xe. Đó, đây. Cái đồng hồ ở chính giữa này cũng là được thiết kế khá giống với cả cái phần đèn pha phía trước, hình cái viên kim cương. Tất cả những đường nét ở trên cái chiếc xe này thì đều hướng tới những chị em phụ nữ, những cô bạn gái điệu đà một chút này. Ở trên cái đồng hồ này thì có cái hiển thị công tơ mét này. Ở dưới đây thì có một cái màn hình đây. Bên này là đồng hồ lượng điện, báo lượng điện. Đây là đồng hồ báo xăng, giờ, mức tiêu thụ, đèn nút khởi động start stop này. Thì trên cái mẫu xe này thì Yamaha có giới thiệu là được trang bị cái công nghệ ngắt động cơ tạm thời mới là Start Stop System. Đây, bên đây chúng ta có cái nút bật tắt, cái công tắc Start Stop System ở đây. Thật ra thì theo như tôi trải nghiệm ở đây thì tôi đánh giá là các cái phần công tắc nút bấm này làm nó chưa thực sự thẩm mỹ. Nó có cái giấy nó vẫn còn hơi thô. Đây, cái bên này cũng vậy, đây các bạn nhìn thấy này, cái nút còi đặc biệt này, nút còi đây này. Đấy, các bạn thấy không? Trông mọi thứ cái kiểu dáng nó chưa được đẹp nhưng mà tổng thể xe thì rất là ổn.
Tại sao tôi vẫn chưa biết tại sao họ lại không làm những cái nút này nó đẹp lên một chút thì sẽ ok hơn rất nhiều. Đây, đây là chìa khóa thông minh đây ạ. Chìa khóa thông minh này thì nói chung là gần đây thì các mẫu xe tay ga tại thị trường Việt Nam thì cũng đã đều trang bị hết rồi. Tất cả các cái mẫu xe đối thủ của mẫu xe Grande này thì đã đều được trang bị hết. Đấy, ấn vào đây vặn lên đây. Đây, nắp bình xăng. Cái nắp bình xăng được thiết kế để ở cái vị trí này cũng là một cái vị trí mà tôi đánh giá khá cao bởi cái tính tiện dụng, đặc biệt là chị em phụ nữ đi. Khi mà dừng xe xuống để vào cái trạm đổ nhiên liệu thì chỉ cần bấm vào nút bên đây thôi là ngay lập tức cái bình xăng này sẽ bật lên, nắp bình xăng bật lên và nhân viên bán xăng sẽ có thể cắm vào và thao tác ngay bơm xăng nạp nhiên liệu luôn. Đây là chính cái phần yên. Đây. Cái phần yên của chiếc Grande này cũng được phối hai mảng da khác nhau. Đây là cái mảng da với cái vân da bình thường. Còn đây là với cái vân da giả kiểu da lộn. Trông cũng đẹp, cũng sang hết. Đây. Đây này, cái chi tiết này này. Đấy, mọi người thấy rõ không ạ? Sàn để chân thì cũng không phải là quá rộng, cũng chỉ ở mức đủ thôi. Động cơ. Đây là cái phần mà Yamaha nhắc tới rất nhiều trong cái buổi ra mắt ngày hôm nay. Cái phần động cơ của chiếc Grande này được tích hợp cái công nghệ hybrid mới, là được bổ sung thêm một cái motor điện để hỗ trợ tăng momen xoắn, tăng cái khả năng gia tốc cũng như là khả năng tải của xe. Và Yamaha cũng có giới thiệu là khi mà chúng ta chở đồ vật nặng hoặc là chở từ hai người đi trên một chiếc xe kèm với cả đồ vật nữa thì sẽ nhận thấy rất là rõ rệt cái công nghệ motor điện này can thiệp vào động cơ, giúp chiếc xe tăng tốc tốt hơn, tải tốt hơn. Đấy. Phía sau thì cũng phía sau của xe đây. Phía sau của xe thì đèn hậu cũng là đèn LED ạ. Cũng có hình chữ V. Thật ra là tôi thấy là cái đèn hậu này thiết kế nó chưa được đẹp mắt. Không thể đẹp bằng cái đèn pha phía trước được. Đèn pha phía trước là hình cái viên kim cương thì ổn hơn. Đây. Ống xả cũng được thiết kế nhỏ nhắn mềm, trông đẹp. Đây, nghe có thể thấy. À, đây. Riêng cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra phần cốp xem nào. Wow. Mặc dù là không được quá là rộng để nhốt một ai đó vào trong như là chiếc xe lít huyền thoại, nhưng mà chiếc Yamaha Grande này cũng sở hữu một cái không gian để chúng ta, đặc biệt là các chị em để đồ, cũng cực kỳ là ổn. Với dung tích là 27 lít. Đây, phần cốp với dung tích là 27 lít. Đây, tôi vừa có thấy chiếc chìa khóa. Đây chính là chiếc chìa khóa Smart Key của chiếc Grande. Theo như tôi đánh giá thì chiếc chìa khóa Smart Key này không đẹp. Nói thẳng luôn là không đẹp luôn. Không phù hợp với cả các chị em phụ nữ nữa. Chắc chắn là với cái chìa khóa này để chị em phụ nữ cầm mà để ưng ý là không ưng ý đâu. Đấy là một cái điểm trừ. Bây giờ có lẽ Duy sẽ ngồi thử lên cái chiếc xe này để cho mọi người cùng nhìn xem là với một người cao 1m75 như Duy thì nặng cỡ khoảng bao nhiêu nhỉ? Nặng hiện tại hiện nay số cân Duy cũng chưa cân lâu rồi, nhưng mà chắc cũng khoảng 72-73 kg gì đó. Thì ngồi thử lên xem là chiếc xe này cái khả năng cái phần chiều cao như thế nào nhé. Đây, ngồi thử cho mọi người thấy. Với những chị em phụ nữ mà cao 1m7 trở lên thì ngồi yên tâm là sẽ đẹp. Ở cái thế hệ Grande trước ấy thì
có một số ý kiến cho rằng là cái phần yên của chiếc xe này hơi cao. Thế cho nên là những chị em mà có thân hình nhỏ bé, nhỏ nhắn một chút ấy, thì sẽ ngồi chống chân nó hơi khó. Nhưng mà ở cái thế hệ này thì mẫu xe Grande này cũng đã được tinh chỉnh lại cái chiều cao của xe một chút, để chị em phụ nữ có thể, những chị em phụ nữ nhỏ nhắn người thì có thể ngồi lên đây dễ dàng hơn. Cái phần để chân đây, cái phần để chân này, để chân chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Đi này. Cái phần để chân ở đây thì có một cái hạn chế là khi mà chúng ta chống chân dừng cái xe đèn đỏ xong rồi có người ngồi sau để chân như thế này này, khi mà đi mà cái chân nó hơi đẩy ra phía sau chắc chắn nó sẽ bị chạm vào bẩn quần. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cũng phải lưu ý với những cái mẫu xe có cái thiết kế để chân ở đó. Và rất tiếc thì là trong cái chương trình giới thiệu này thì Yamaha chưa chính thức công bố cái giá bán của mẫu xe này. Nhưng mà nếu mà chị em thích thì chị em hãy follow theo cái trang web của Auto Daily, hay theo những cái bài đánh giá nhanh, hay là cái video sẽ update được cái giá bán của chiếc xe này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.